never got it, what you have to go. I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. Đây là một cái vlog mà mình thực ra đã tính là sẽ không edit rồi, nhưng mà không hiểu bằng một thế lực mờ ám nào đó lại quyết định lôi ra để dựng mọi người ạ. Chiếc vlog này mọi người thấy là nó sẽ hơi cắt ghép một xíu vì mình không quay theo một tuyến thời gian cố định mà chỉ ghi lại những khoảnh khắc mà mình nhớ cầm máy lên quay mà thôi. Dù vậy thì cũng hy vọng là mọi người sẽ enjoy những cái khoảnh khắc vô tri và rất là đời thường này nha. Đúng một năm rồi thì mình mới quay trở lại Hà Nội, và lần này là đi tham gia offline một chiều shop của kênh Home Anh Gì. Chuyến đi này từ đầu đã bất ổn rồi bởi vì tụi mình bị nhầm giờ bay. Đáng lẽ là 10 giờ bay nhưng mà tụi mình bị nhầm là 12 giờ, thế là cả bọn đã bị trễ chuyến. Cũng may là chuyến bay kế tiếp vẫn còn chỗ, cho nên là tụi mình đã đổi được một cái vé vào lúc 15 giờ. Vật vờ từ lúc chờ ở sân bay đến khi lên máy bay và về tới khách sạn thì cũng đã khuya. Cả đám thực sự rã rồi và không còn miếng sức nào luôn, cho nên là mình nghỉ và mình cũng không quay đoạn này. Đợt tụi mình đi là gần cuối tháng 10 nhưng mà thời tiết Hà Nội thì vẫn nóng điên đảo luôn. Sáng ngày hôm sau thì Linh vẫn còn ngủ chưa chịu dậy, cho nên là mình và Cụi quyết định sẽ dậy đi ăn sáng. Ta-da! Đây là chỗ mà Phương Anh đã highly recommend tụi mình đi ăn và tụi mình đã tới. Quán phở này được team Hà Nội recommend, có tên là phở A Đỏ, và tụi mình quyết định là đi bộ từ khách sạn ở chỗ phố cổ để mà đi qua quán phở này. Khác với những tiệm phở khác thì sợi bánh phở ở đây có màu đỏ gạch và bánh phở thì cũng được làm tươi, tráng liên tục tại chỗ trong ngày. Quầy bếp sẽ được mở ngay ở trước quán, cũng giống như là nhiều quán phở khác mà mình đã từng đi ở Hà Nội. Không gian bên trong thì vintage và phong cách giống như những ngôi nhà miền Bắc, trang trí một vài món đồ mang hơi hướng miền núi phía Bắc nữa nha, cũng rất là hay ho. Bên trong thì sạch sẽ và mát mẻ, khách cũng không quá đông. Mình thì gọi một phần tái gân, bảy Cụi thì một phần tái lanh. Hai đứa quên mất là kêu ít bánh phở cho nên là một tô khá là nhiều. Ăn phở Bắc thì đặc biệt là phải nhớ ăn nước quẩy nha. Ta nói là 9 giờ sáng chưa tỉnh ngủ đã hút một thìa nước phở nóng hổi thì cứ gọi là tỉnh cả con người. Phở ở đây thì mình thấy ngon, hương vị thanh ngọt dịu. Bánh phở làm tươi mềm nhưng mà không bị nhũn. Một địa chỉ hay ho nếu như mọi người muốn thử một hương vị mới lạ khi tới Hà Nội. Sau khi ăn xong thì tụi mình sẽ về lại khách sạn để thay đồ, lên văn phòng Arsenal gửi đồ cho anh Huy. Sau đó thì mới đến chỗ offline. I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl. Hiện tại thì mình đang ở Arsenal Hà Nội. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem là Arsenal Hà Nội sẽ như thế nào nha. Không, tại vì đây cũng là lần đầu tiên mình tới á mọi người. Lần 1, lần mấy phòng? Mình mới tới đây cách đây 2 tháng. Tôi tới đây cách đây 1 năm, cũng 1 năm lắm. Mình nhớ tầng 1 à? Tầng 1 là gì á? Tầng 1 là tầng G. À, quên. Ý là quên cái tầng 1 là tầng G. Đây cô idol và chị quản lý nha. Và anh make up nha. Quá chính chắc. No camera. Trời nó còn no camera cũng tập. Và xịn quá, còn có cả máy ghế massage. Ui, hóa ra là ở Arsenal thì cái ghế nào nó cũng sẽ bị sụp chân thôi. Không chỉ ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn ghế sofa cũng sụp chân nha. Hi. Đây là bàn làm việc của anh Huy hả? Coi là bàn làm việc có cái gì không, mình chơm nè. Năm ngoái người ta đã chơm được cái đường bóng bàn. Đây là bàn làm việc của sếp mình nha mọi người ơi. Tặng em một đó hoa. Có chơm được cái gì không, mình chơm đi. Năm ngoái người ta chơm được cái bóng tay đó. Ơi, cáp sạc nè. Sạch. Ai vậy? Hello. Lần đầu tiên chị tới, chị đang đi tham quan, chị đang đi room tour. Hello mọi người, đây là phòng của anh em TV à? Anh em TV và đường 2 chiều. Đấy, xin phép là được lên vlog một xíu. Ôi, nhìn công nghệ quá, nhìn cũng chất rồi, sảnh quá. Nay mọi người vẫn đi làm chủ nhật đó? Dạ, không, em đợi em offline á. À, hả? Dạ. Lấy lách gặp nha. Bye. Bây giờ mình sẽ đến với cái tầng lộn của tụi mình. Và là gì ạ?
tầng năm tầng của hôm nay ăn gì. Lên lục tủ lạnh đi chị. Đây. Nè nè nè, hồi nãy là tầng kia rất công nghệ đúng không? Ờ. Tầng này. Trời ơi, mở cửa chặt đi. Ta-da. Ồ, clean quá. Ủa sạch sẽ quá hả? Tại vì bình thường không ai ở đây hết á. À bình thường không quay ở đây à? Dạ đúng rồi, tại vì ở đây mọi người bảo là nóng. Ui mấy pha cà phê. Mấy pha cà phê nè. À review này. Bữa có quay. Ôi xịn quá à. Thích mấy pha cà phê lắm luôn á. Đây là studio để quay vào bếp cùng Hải Yến. Vào bếp không Hải Yến và phá bếp này nọ đó. Ê, đợt này ra là tủ lạnh này được dọn sạch rồi chứ hồi bữa là để phun đồ luôn. Dạ hả? Sạch sẽ quá ha. Ê thích quá à. Vậy quá chỉnh nhà luôn. Ê như thế này mới là bếp chứ. Trên bàn bếp là phải có cái bếp như thế này á. Văn phòng mình không có hả? Ừ, buồn. Là biết số này không chị? Không biết còn hại không á. Thôi đóng đi đóng đi. Đóng lại. Sau khi tham quan văn phòng Arsenal thì tụi mình sẽ tới chỗ offline. Nhưng mà chỗ offline thì mình không có dùng điện thoại. Cho nên là bây giờ sẽ chuyển cảnh qua cái khúc sau buổi offline. Thì cả team sẽ cùng đi ăn uống vui chơi. Và sau cái buổi ăn này là mình lên xe để đi Hà Khẩu luôn đó mọi người. Mọi người có thể xem lại vlog Hà Khẩu trên kênh mình nha. Vừa đẹp trai lại còn không vừa biết đánh đàn lại còn biết đánh người. Cái bây giờ là mấy giờ ấy nhỉ mày? Mấy giờ đâu? Bây giờ chắc là cũng 9 giờ mấy rồi. Và tụi mình thì đang ở homestay. Mình và Cuội đã dậy, đã ready xong. Và bây giờ tụi mình chuẩn bị đi ăn sáng đây. Cùng xem là buổi sáng ở Hà Nội thì tụi mình sẽ đi ăn gì nha. Ở trong phòng á, điều hòa bật lạnh ơi là lạnh, ra đây thấy nắng chang chang luôn. Nắng quá. Sốc nhiệt độ. Đợt này ra Hà Nội thì tụi mình ở một cái homestay ở trên đường Nguyễn Siêu. Lúc mà vừa đặt phòng á, nghĩ ngay tới lồng rán luôn. Hoa là phía dưới có lồng rán thiệt. Nhưng mà tụi mình tới lúc 12 giờ đêm nên là cũng hết lồng rồi. Bây giờ sẽ đi kiếm một quán bánh cuốn. Lần nào tới Hà Nội tụi mình cũng ở trong phố cổ hết trơn á. Tại vì muốn đi di chuyển tiện lợi á. Chứ phố cổ thực ra thì cũng hơi phiền. Nhiều cấm xe. Rồi một chiều này kia. Nhưng mà vui. Kẹt xe tắt đường buổi sáng. Ê, bún bốc mùi đâu đây nữa. Ừ đúng rồi, bún bốc mùi. Trẻ bún mùi kìa. Ờ. Ờ. Gồm ngay chỗ mình. Lùi xe mà không để ý. Đi đi đi. Đây đúng không? Ô quan trưởng. Quán này là thực ra tụi mình kiếm đại trên Google á. Tức là kiếm quán bánh cuốn gần đây. Thì tụi mình thấy là có bánh cuốn gia truyền Phượng. Thì tấp đại vô thôi. Chứ cũng không có tìm hiểu review hay gì hết. Hy vọng là ngon. Hai phần đầy đủ, hai quả trứng nữa thì là hết. Không còn gì cả. À, là hết là menu ở đây ạ? Ừ, hai phần đầy đủ, chả và chua thì là hai quả trứng. Thế là hết, không còn gì cả. Ở đây mình bán ở đây bao nhiêu năm rồi ấy cô? Mua bán ở đây mình mới được có mấy, chuyển sang đây được mấy năm thôi. Còn đâu mua bán loanh quanh ở đây. Tức là mua bán ở bên từ chợ Hàng Bè. Sao ạ? Nhưng mà cô chuyển sang đây từ có 2 năm 2019 thôi. Ở đây ngày trước là bán ở bên Hàng Bè, chợ Hàng Bè. To just be, to just
to really see something other than just me. Đây là một phần bánh cuốn của mình, đây là bánh cuốn thịt với lại thêm chả với lại lạp xưởng. Đây là một phần đầy đủ. Phần đầy đủ này bao nhiêu vậy ạ? Một phần đầy đủ này 50.000 nha, rất là nhiều và đầy đặn luôn. Còn đây là thêm 15.000, một phần bánh cuốn trứng 15.000. Đây. Và cô kêu là trước khi ăn đó là nên vắt tắc vào trong cái chén nước mắm này nha. Cô kêu là vắt đổ hạt tiêu vào trong cái chén. Hai cái lọ tiêu này hết rồi này. Hương vị thì mình thấy là cũng ok, cũng ngon. Nó sẽ không có một cái hương vị gì nó quá là nổi bật hay là đáng gọi là nhớ ngay từ cái gắp đầu tiên đâu, nhưng mà mình thấy là dễ ăn vừa miệng nhá. Thử thêm cái bánh cuốn trứng. Ủa cái này to quá làm sao mà ăn ta? Đồ vỡ. Đây là dùng ta cái thìa khác đó, cái muỗng khác đó. Nãy bị vỡ mất cái lòng đỏ. Sẽ rưới nước mắm lên đây. Sau khi ăn sáng xong thì tụi mình được Quân lên ở Eternal Hà Nội recommend cà phê ở đây. Mình cũng biết đọc sao cho đúng nữa, Raw hay là Raw Coffee. Nằm ở Hàng Buồm nhá. Quán cà phê rất là xinh. Mua đi. Nè, món quà từ quê hương. Món quà quê hương, cà phê Quảng Trị. Mua đi trời ơi. Tôi thấy đâu cũng có cà phê Quảng Trị đâu. Không nhiều lắm. Cà phê Quảng Trị cũng nhiều rồi, cũng nhiều nha, cũng nổi nha. Của cuội là gì á? Chân sao? Chân không, sao? Của cuội là chân gà. Gọi là chân sao, còn mình uống là chân mây. Đây và nước của tụi mình đây. Mình kêu một cái chân mây. Đây là cold brew cà phê ủ lạnh. Và phía trên là kem mạnh, kem béo mạnh. Còn của cuội là chân gà. Chân gà phô mai. Chân gà phô mai. Chính xác thì nó là chân gì mà chân quên vậy? Nó là chân sao không? Chân sao là latte hả? Espresso đường nâu với lại kem béo như vậy. Nghe cũng phải ngon đấy. Bên trên này là đường nâu không? Có nghĩa là đường thôi chứ không nâu. Đường. Nó là đường thôi, nó không nâu. Nhìn có vẻ ok nha. Mấy cái ly nho nhỏ này là thấy cũng đáng tin đó. Cái phần kem này rất béo luôn ấy. Kem ngon quá. Rất béo nhưng mà ngon nha. Năm ngoái ra Hà Nội là cũng đi tù. Năm nay cuội chưa đi tù cho nên là cuội muốn đi tù. Thế là tụi mình đang ra nhà tù Hỏa Lò. Tính ra thì ở Hỏa Lò cũng không có xa với lại khu phố cũ lắm. Nhưng mà bây giờ ở Hà Nội đang rất là nắng luôn ấy mọi người. Cho nên là tụi mình sẽ đi ráp qua nhà tù. Ôi, báo Hà Nội mới kìa. Chúc mọi người hay chụp ảnh đó. Chúng ta phải dành một lời khen cho đội ngũ fanpage của nhà tù Hỏa Lò đã khiến cho giới trẻ ở mọi miền đất nước cứ ra Hà Nội là đòi rủ nhau đi tù. Chứ nếu không thì thực sự là cũng không biết cái địa điểm này đâu. Với Hà Nội là chỉ ăn với lại ăn thôi. Chứ hiếm khi mà đi tham quan một di tích lịch sử như thế này luôn ý. If
I could give you more than half a year. If I could give you more than half a year. Bây giờ là 2 giờ và tụi mình về tới phòng. Cụi thì nó quyết định là sẽ đi bộ để đi dạo phố phường. Còn mình thì đi ráp về trước, tụi mình sẽ nghỉ một lúc. Vì cũng đang nói cho nên là không thích ăn trưa. Không biết là Linh nó dậy chưa nữa. Mình vừa xuống ở tầng dưới để mình lấy chìa khóa. Linh nó vừa ngủ dậy xong bây giờ nó đi vội đầu rồi. Phải xếp chìa khóa ngược về, chạy lên chạy xuống cực quá. Trong lúc chờ mọi người về thì mình sẽ ăn trái cây. Đây là dâu tây tụi mình mua ở Hà Khẩu về nè mọi người. Đúng kiểu là dâu Trung Quốc đây nha. Nhưng mà mọi người nhìn nè, rồi nó đỏ au, ngon lành luôn. Và một hộp này chỉ 50.000 thôi. Sau khi ăn no nê dâu tây với lại nho thì mình đang ngủ một giấc. Buổi tối thì cả Linh và Cụi thì đều đã về homestay. Tụi mình quyết định là đi ăn ngang. Lần nào ra Hà Nội thì tụi mình cũng đi ăn ngang. Bữa thì ngan trái tỏi, bữa thì bún ngan nhàn. Nhưng mà ăn mấy cái món đó ăn hoài luôn cũng hơi ngán. Cho nên là đợt này Cụi nó dắt đi ăn ngang nướng. Nghe bảo là Song Pian giới thiệu. Mà lúc đầu tụi mình tưởng là đĩa ngan nó sẽ được nướng trên than cơ. Nhưng mà không, cái này ngan này giống như là ngan giả cầy á, kiểu như vậy. Và được nấu ở trên một cái chảo gang, hơi nhiều dầu một chút nhưng mà cái món này ăn rất là ngon. Nếu mà mọi người tới Hà Nội thì cũng nên thử cái món này. Giữa các món ngan thì cái ngan nướng này là một cái lựa chọn cũng thú vị. Và cũng giống như những cái món ngan khác á, thì cái món này nó cũng sẽ có thêm đồ ăn kèm là canh măng huyết nè, bún với lại một ít nước chấm. Nói chung là quán này là mình thấy ngon. Và đây cũng là bữa tối cuối cùng mà tụi mình ở Hà Nội rồi. Ngày hôm sau thì tụi mình sẽ đi về. Còn video của mình thì đến đây cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.